Xin chào các bạn đến với video của kênh IT không chuyên. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tắt cái shop trên Shopee tạm thời nghỉ ha. Ví dụ như các bạn nghỉ Tết, nghỉ lễ hoặc là nghỉ dịch nghỉ đồ á. Hoặc là các bạn có việc đi đâu đó các bạn cần tắt thì mình sẽ vào cài đặt để mình tắt tạm thời khi nào mình cần xài lại mình sẽ bật lại ha mình ở đây mình mới vừa mượn được một cái shop thì các bạn vào trang bán hàng chấm shopee.vn ha Đây là trang kênh người bán của shopee thì các bạn kéo xuống dưới kéo xuống dưới sẽ có cái phần thiết lập shop và các bạn vào cái phần thiết lập shop bên dưới này nó thì ngay ở trang cái phần thiết lập cơ bản thì sẽ có cái chế độ tạm nghỉ thì các bạn chỉ cần gạt cái thanh này qua là nó sẽ sẽ tạm nghỉ. Cái shop của mình. Ở đây nó có thông báo là người mua sẽ không thể đặt hàng trong khi shop bạn tạm nghỉ bán. Bạn chắc chắn muốn bật nghỉ bán hàng, nghỉ bán chứ? Thì có nghĩa là bạn muốn đi đâu thì bạn ngưng, tại vì ở nhà bạn không có nhà thì bạn không có chuẩn bị hàng được thì các bạn bấm này, bấm tiến hành. Là bấm đồng ý một cái là xong ha còn khi nào mà các bạn muốn bán lại thì các bạn chỉ cần vào đây các bạn tắt cái này thì các bạn chỉ có thể tắt sau khi mà các bạn bật 3 giờ ha còn cái này mình mới vừa bật xong mình tắt thì nó sẽ không cho nè đó thì các bạn này mình làm mẫu cho các bạn thôi tại vì đây là một cái shop mình mượn về mình làm cho con quay cho các bạn coi nè thì các bạn bấm gạt cái này về nó sẽ tắt ha khi nào các bạn nó tắt cái chế độ tạm nghỉ rồi các bạn bán lại bình thường đây là mình cài đặt ở trên máy tính. Còn trên điện thoại thì sao để mình kiếm cái điện thoại mình quay màn hình cho các bạn coi. Làm trên điện thoại luôn cho các bạn coi ha. Trên điện thoại các bạn mở ứng dụng Shopee lên. Thì các bạn vào cái mục tôi. Mục tôi ở đây ha và các bạn vào tiếp cái mục uh, shop của tôi. Shop của tôi ở trên góc uh, trên cùng bên trái ha và các bạn kéo xuống bên dưới. Cái phần trợ à, lý bán hàng. Và nó có cái mục ở đây là mục à, thiết lập shop. Ở đây đang là chế độ tạm nghỉ nè, hồi nãy mình mới vừa bật lúc à, lúc chiều á là mình bật chế độ tạm nghỉ rồi bây giờ mình muốn bán lại thì mình vô đây mình tắt cái chế độ tạm nghỉ ở đây hoặc là mình bật lại thì mình cũng bật ở đây luôn ha. Đây bạn chỉ có thể mở lại tạm nghỉ bán sau 3 tiếng kể từ lần tắt tạm nghỉ lần nhất nó giống như lúc mà các bạn bật có chế độ tạm nghỉ thì các bạn cũng phải đợi 3 tiếng các bạn mới tắt được còn bây giờ các bạn tắt xong rồi thì các bạn cũng phải đợi cỡ 3 tiếng sau các bạn mới vô các bạn bật lại được đó ví dụ như cái bây giờ các bạn muốn bán hàng lại thì các bạn vô đây bạn tắt cái này đi là mình sẽ bán lại bình thường ngay từ lúc bây giờ mình Kể từ lúc các bạn bấm cái tắt cái chế độ tạm nghỉ luôn là shop mình sẽ hoạt động lại bình thường. Khách có thể vô đặt lại bình thường luôn nha. Cảm ơn các bạn đã xem cái video của kênh IT Không Chiên. Hy vọng là với cái uh, hướng dẫn nho nhỏ này sẽ giúp ích cho các bạn uh, những ai chưa biết thiết lập chế độ tạm nghỉ này ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nếu ai chưa bấm nút đăng ký thì nhớ bấm nút uh, đăng ký và bấm cái chuông kế bên để theo dõi thêm những cái video của kênh IT Không Chiên nha. Xin chào và hẹn gặp lại.